Chào anh em, đua ghe ngò, cuộc đua trên sóng nước với tốc độ, đặc biệt là những cú nước rút thì việc mà lạc lái là rất là bình thường. Tuy nhiên ở World 2023 chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cuộc lạc lái của chị em nữ có tung cụ nội dung khi chỉ hơn nửa đường đua, đặc biệt là cú lạc lái của Pontichak ở trận tranh hạng 3 ngay đích đến. Chúng ta cùng xem lại cú lạc lái này của Pontichak ở ngày đích đến trong trận tranh hạng 3 cũng như là trận chung kết của Âu Bốc 2023 để cùng đón chờ Âu Bốc 2024 nha anh em. Bên phải màn hình chúng ta cũng thấy rõ ràng chữ Salon, số ghe 20, đó là đội ghe của ngôi chùa danh tiếng, du khách gần xa biết rất là nhiều, chùa Chén Kiểu, Salon Đại Tâm Mỹ Xuyên, Phong Tức Chắc, Tung Tân Tức Thanh Trị. Chúng ta cùng chờ xem hạng 3 sẽ thuộc về đội ghe nào. Hai đội mở sức khoát rất là đẹp. Chúng ta lại nhìn thấy hình ảnh hai mũi kiếm đang lung lao vung vút về đích. Ở đây là hai mũi kiếm vàng, hai chiếc ghe màu vàng đang cùng nhau lao vung vút trên đường đua. Mặc dù là chỉ mới rời điểm xuất phát thôi. Trận đấu sau cùng, còn bao nhiêu sức lực anh em sẽ tung hết vào trận thi đấu này. Hạng 3 cũng là một thứ hạng đáng để chúng ta phải nỗ lực. Có thể nói với 40 ghe nam đến từ 4 đơn vị, rất nhiều đội mạnh, những đội từng là nhà vô địch năm trước, từng vào top 8, top 4 năm trước đã không hiện hữu ở vòng thi đấu này. Cho nên đội ghe mà lọt vào top 4 năm nay là một cái niềm tự hào. Tuy nhiên sẽ càng tốt hơn khi chúng ta giành được hạng 3. Đây là điều để cả Phong Tức Chắc và Sài Lôn sẽ cùng phấn đấu ở trận thi đấu này. Chúng tôi xin nhắc lại, Salon bơi ở đường bờ số 2, ghe số 20, Phong Tức Chắc số 31 bơi khán đài. Hiện nay chúng ta thấy với thiết bị lấy hình từ trên cao, dường như Salon đang nhỉnh hơn so với Phong Tức Chắc. Nhưng chúng tôi nhắc lại, khoảng cách vẫn còn rất là xa, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Chúng ta cùng chờ xem hai chiếc ghe màu vàng đang tiến dần về phía khán đài. ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីដូច្នេះគូប្រកួតដែលប្រជែងយករង្វាន់លេខ3រវាងក្រុមទង្វោវត្តស្រឡូងនិងទង្វោវត្តពងទឹកចាស់ឯកសណ្ឋានប៉លឿងដូចគ្នាគឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅលើដងទន្លេមេតស្ពេរ៉ូគឺថាទូកទាំងពីរកំពុងតែប្រកួតគ្នាច្បាស់មកកាន់ខ្សែប្រត់វត្តស្រឡូងឆ្លាក់លេខ20ទូកវត្តពងទឹកចាស់ឆ្លាក់លេខ31ទូកទាំងពីរកំពុងតែប្រកួតគ្នាគឺយ៉ាងស្អាតឯកសណ្ឋានប៉លឿងគឺយ៉ាងនេះជាទូ
Thưa quý vị và các bạn, cực kỳ hấp dẫn, trận tranh hạng ba đang diễn ra trên dòng sông Bát Bago. Hai chiếc ghe trong màu vàng đang lao vung vút đi. Cách đây khoảng khi mà vào nửa đường đua, chúng ta thấy có lúc là xà lông nhỉnh hơn so với Phong Tức Chắc, nhưng giờ đây chúng ta thấy đội ghe bên khán đài A, ghe 31 Phong Tức Chắc bây giờ đã nhỉnh hơn xà lông. Phong Tức Chắc đã nhỉnh hơn xà lông, hai ghe đã vào khán đài chỉ còn khoảng 30 mét nữa thôi. Điều gì sẽ xảy ra chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta thấy gần như đó thì Phong Tức Chắc là lạc lái, nhưng cú lạc lái này có ảnh hưởng đến cái việc là anh em chạm đích trước hay sau? Chúng ta cùng chờ đoạn chiếu chậm và đặc biệt chờ trọng tài đích xác định như thế nào. Bằng mắt thường thì chúng ta thấy Phong Tức Chắc là lạc lái ở đoạn cuối, rõ ràng chiếc ghe đang đi rất là nhanh thì đã rẽ sang trái. Chính sự lạc lái này thì như thế nào? Giờ chúng ta thấy rõ ràng cú lạc lái đã giúp cho xà lông của Mỹ Xuyên vượt qua trận thi đấu này. Như vậy hạng ba đã thuộc về xà lông của Mỹ Xuyên. Sabab o sa to krom xà lông tuk ngô vat xà lông ban tuk tuol yok chen an le krom tuk ngô vat bong tuk cha đầm này đầm đà man rung quan lệch bay khăn bị thị bật ác bọc năm bị ban ở bay bay tuk ngô vat bong tuk lệch buồn ai nấy chắc cú bật quất trong cây bằng o rung quan lệch prot rung quan krom tuk ngô vat tuk nấp ti pi nâng tuk ngô nở lên nhang say ông kho bom cai chuk tuk nấp bò kêu cứ ta tuốt đăng pi cầm bông ta bật kia khnề đầm bay bật quất khăn trong cây bằng o
đâm bay giọt rồng quan bên ai bên ác mộc khi năm tí bắn bay bay ông kho tâm nóc tí phi. Và chúng tôi sẽ nhắc lại ở trận tranh hạng 3, chiến thắng thuộc về xà lôn 1 của Mỹ Xuyên. Và bây giờ là giây phút mà chúng ta chờ đợi nhất, trận chung kết, thưa quý vị và các bạn. Trận chung kết giữa Tôm Núp 2 và ông Kho, đội ghe trong trang phục màu xanh bơi bên trái màn hình là Tôm Núp 2, màu tím quen thuộc đó là ông Kho. Liệu một chùa giành cả hai chức vô địch ở hóng bóng bóng này hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Tôm Núp nữ đã vô địch, liệu Tôm Núp 2, Tôm Núp nam có vô địch hay không? Trên màn hình hiện giờ chúng ta thấy Tôm Núp 2 đang nhỉnh hơn so với ông Kho. Đội ghe bơi bên trái màn hình trong trang phục màu xanh, ghe số 10, với người ngồi mũi đã giấy nón ra ký hiệu. Vẫn còn những hy vọng, vẫn còn những cú nước rút. Chúng ta cùng chờ xem. Màu xanh là Tôm Núp, màu tím là ông Kho. Màu xanh là Tôm Núp, màu tím và ông Kho. Hai ghe vẫn còn rất là so kè khi đã tiến vào khán đài. 10m, 5m, đích đến đã hiện ra, đích đến đã hiện ra. Và chúng ta có lẽ hết sức bình tĩnh. Chúng ta xem lại đoạn phim chiếu chậm là chờ. Ông Kho đang dẫn trước, nhưng Tôm Núp vượt lên và Tôm Núp là đội đã chạm đích trước ông Kho. Như vậy năm nay, chức vô địch áo hồng bóng nữ và nam được hiệu về Tôm Núp của An Ninh Châu Thành. Xin chúc mừng Tôm Núp An Ninh Châu Thành. Tôi xin kính chúc tương lai trái tim mặt trời đội chiến ca bậc quốc bản năng tổng hòa ban ông bóng năm pi ban nổi bay ban mình chập lát tập ban tổng hòa vắt Tôm Núp pi ban dọc chân lực công tổng hòa vắt ông Kho đâm bay bảy chén biên đồng quan lực mùi. Như vậy là chức vô địch ở nam của Âu Bốc 2023 đã thuộc về Tôm Núp 2 của Châu Thành, hạng nhì là ông Kho, hạng ba là Sơ Long 1, Chấn Kiểu, Đại Tâm Mỹ Xuyên và hạng tư là Phong Tứ Chắc của Thành Trì. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại hai trận đấu rất là đáng nhớ này trước khi chờ đợi hai trận đấu cuối cùng của Âu Bốc 2024. Đây là trận tranh hạng 3. Chúng ta thấy mới xuất phát thì Sơ Long 1 đội bơi bên phải màn hình, còn bên trái là Phong Tứ Chắc, hai đội đều trong trang phục màu vàng. Sa Lông 1 ngay lúc xuất phát đã vượt lên dẫn trước Phong Tứ Chắc. Khi vào giữa đường đua, chúng ta thấy trên màn hình thì Sa Lông 1 đội bơi bên phải màn hình, còn Phong Tứ Chắc bên trái. Sa Lông 1 thời điểm này vẫn đang dẫn trước so với Phong Tứ Chắc. Hai mũi kiếm là vùng vút về phía trước, hai mũi kiếm màu vàng, hai mũi kiếm vàng. Và ở thời điểm này, khi hai đội dần về phía khán đài thì chúng ta thấy Phong Tứ Chắc đã nhỉnh hơn. Ở thời điểm này thì rõ ràng chúng ta thấy Phong Tứ Chắc đã vượt lên trên so với Sa Lông 1. Đến thời điểm này đã vào khán đài vẫn còn dẫn trước. Và giây phút quyết định chúng ta thấy rõ ràng Phong Tứ Chắc dẫn trước, nhưng mũi ghe của anh em bắt đầu rẽ trái, cú lạc lái, rõ ràng cú lạc lái đã ảnh hưởng đến kết quả của trận thi đấu này. Chúng ta cùng xem lại chiếu chậm. Nếu Phong Tứ Chắc không lạc lái thì kết quả trận đấu này như nào anh em? Còn trên màn hình thì rõ ràng chúng ta thấy Sa Lôn là đội đã giành hạng 3. Và đây là trận chung kết. Ngay từ đầu, chiếc ghe màu xanh bên trái đó là Tôm Núp 2 đã dẫn trước so với ông Kho màu tím bên phải. Trận đấu mà cả một mùa giải để chờ đợi phải không anh em? Một trận đấu rất là hấp dẫn. Số 10 ghe màu xanh bơi bên trái màn hình, Tôm Núp 2, ông Kho màu tím bên phải màn hình. Và gần như trên suốt đường đua thì chúng ta thấy là Tôm Núp 2 vẫn luôn dẫn trước, đặc biệt là ở cú nước rút này. Chúng ta thấy mũi ghe của ông Kho trước, nhưng cú nước rút của Tôm Núp quá mạnh liệt và anh em đã chạm đích trước so với ông Kho. Như vậy, như chúng ta đã biết, chức vô địch của Âu Bốc 2023 thuộc về Tôm Núp 2, hạng nhì là ông Kho, hạng 3 là Sa Lôn 1 và hạng 4 là Phong Tứ Chắc. Một cú lạc lái ngay đích đến của đội ghe giao thành tích. Hai trận đấu cực kỳ hấp dẫn và chúng ta sẽ cùng xem lại, cùng chờ Âu Bốc 2024 nha anh em.